Vòng bảng đã khép lại và đây là thời điểm không thể thích hợp hơn để chúng ta có cái nhìn tổng quan về 36 trận đấu đã qua, và những con số sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn có được cái nhìn đó. .69 là tổng số bàn thắng đã được ghi sau 36 trận đấu đã qua tại vòng đấu bảng, đạt tỷ lệ 1,92 bàn một trận, tỷ lệ thấp nhất kể từ vòng chung kết Cúp bóng đá châu Âu năm 1992. Tuy đây chưa phải là một con số quá ấn tượng, nhưng trong số 69 bàn thắng này lại có tới 19 bàn được ghi từ phút 80 trở đi. Điều này cho thấy các trận đấu tại vòng chung kết Cúp bóng đá châu Âu năm nay đều diễn ra kịch tính và căng thẳng cho đến tận phút cuối cùng. Và 4 là số pha đá phạt trực tiếp thành bàn tại vòng bảng, một kỷ lục mới tại giải đấu. Kỷ lục cũ với 3 pha đá phạt đã tồn tại cách đây tới 36 năm. Trong số 4 pha lập công kể trên thì Gareth Bale, ngôi sao của đội tuyển xứ Wales, đã đóng góp tới 2. Con số 4 còn có liên quan tới người đồng đội của Gareth Bale tại Real Madrid là Cristiano Ronaldo. CR7 chính là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở 4 kỳ Cúp bóng đá châu Âu liên tiếp. Anh là người ra sân nhiều lần nhất tại các vòng chung kết với 17 lần, vượt qua cả thành tích 15 lần của thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon của đội tuyển Italia. Có một chi tiết nữa cho thấy được sức cạnh tranh mạnh mẽ ở vòng chung kết năm nay, khi đây là lần đầu tiên sau 20 năm không có bất cứ đội bóng nào có thể toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Trong 36 trận đã qua, trọng tài đã phải rút ra tới 129 tấm thẻ vàng, trung bình cứ một trận thì lại có 3,58 thẻ vàng, và trận đấu có nhiều thẻ phạt nhất chính là trận đấu giữa đội tuyển Albania và Thụy Sĩ với tổng cộng 8 chiếc thẻ đã được trọng tài rút ra. Và thủ thành Gábor Kiraly của đội tuyển Hungary cũng đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử bóng đá châu Âu khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự một vòng chung kết, khi ra sân ở tuổi 40 lẻ 83 ngày.